Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá tới cái đầu tiên nhá. Let's go. Ở tập game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 thứ tiền. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Horokla. Chapter 2. Chapter 1 của tựa game này thì các bạn sẽ đi cứu người và sau đó thì sẽ phá hủy ngôi nhà tiêu diệt ông ta. Còn Chapter 2 là sẽ phá hủy nơi lành mà ông ta là từng giam giữ những con người đây. Đi sâu trong này nào. Bitch. Đi đồn qua. Chìa khóa, ok. Okay, let's go. Let's
The Book of Shadow, một quyển sách bóng tối. Mình sẽ đọc ở đây. Let's go. Hai trái bom. Ok. I need to run away. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, chuyển quân hồ đồ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Dispatcher. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ xong tới cái ma Slenderina, rồi sau đó sạch đầu tiên. Take the heart. Đi xung quanh tất cả những căn phòng như thế này, sau đó thì sẽ tìm tất cả là đủ 8 quyển sách, từ đó thì sẽ quay lại vị trí ban đầu và các bạn sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà ở đằng sau lưng các bạn. Ok, đó quyển sách thứ 5 và cứ đi tìm kiếm tiếp. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo là Zazeto. Let's go. Đi được một cây.
Let's go. Thành cái mặt lạ lắm. Rồi sau đó các bạn sẽ xuống tầng 2 mở cánh cửa cái đó kia tiếp để xem gì đó có gì không. Có một cánh cửa bị khóa và các bạn phải dùng chiếc chìa khóa đó để mở ra. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Slender Machine. Các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là đó rồi để vào trong mắt ở đây là và lưu ý gì trong này có ông Slender đây, ông ta sẽ săn lùng. Săn lùng các bạn. Ok rồi mình sẽ đi ra ngoài này. Thank you.
khi đến gần một bức hình thì nó sẽ tạo tín hiệu cho các bạn để các bạn tìm kiếm. Và đây có một bức hình nữa, mình đang ngay sát cho ông Sơn Lan này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Slenderilla Asylum, bóng ma trong bệnh viện. Và tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 48 màu giấy, 8 tờ giấy. Khi đủ 8 tờ giấy các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và tẩu thoát bằng cánh cửa đằng sau, cánh cửa Exit. Bình đầu tiên. Những tờ giấy được trải dài khắp bệnh viện này và các bạn sẽ phải đi tìm tổng là 8 tờ giấy nào. Đấy, chắc không có gì đâu. Đây là phòng ăn. Phòng này thì bị khóa, bắt buộc các bạn phải đi tìm vị trí chìa khóa, sau đó thì sẽ mở khóa những cái phòng đang bị khóa ra. Tờ thứ hai. Bị khóa rồi. Phòng thứ tư bị khóa luôn. Bốn căn phòng đang bị khóa. Khi các bạn tìm hết dãy hành lang bên ngoài, các bạn sẽ vào dãy hành lang bên trong để tìm kiếm tiếp. Và dãy hành lang bên ngoài này đã hết. Bây giờ thì mình sẽ đi đường vào dãy hành lang bên trong. Còn nó đi vào dãy hành lang bên trong đây rồi. Đó, vào trong tìm kiếm tiếp thêm 4 mảnh, 4 tờ giấy nữa. Và các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này và thoát khỏi bệnh viện ma. Ok, rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.